Chào em, thuyết Duy Trần, chào cả nhà nha. Em chị gái đầu gấu Hải Phòng thân yêu. Đầu gấu Hải Phòng, dân Hải Phòng đầu gấu phải không? Mừng quá, lâu quá mới gặp lại chị. Cảm ơn em nhé. Hôm em và chị Đam Hồng Lân đăng trên YouTube 47.000 lượt xem. Wow, nghe thế à? Thiên hạ trời Hồng Lân tơi tả. Tưởng em nó ngu như là heo á. Khổ quá cơ. Nói về chào tất cả nhà nhá. Em là Hạnh Phúc Trần. Ồ về hả? Chị cũng đoán vậy. Tại vì hôm đấy chị với em tranh luận với nó mà hả? Chào tất cả nhà nhá. Cho bọn Ba Que vào đây. Huế bây giờ Ba Que còn sống không hả các em ơi? Hùng Lân ngu hơn lợn. Đừng. Lợn, mình nói lợn nó ngu chứ nó không ngu đâu ạ. Đúng không? Tại vì con lợn nó biết là trước sau nó cũng bị chết rồi, cho nên nó cứ ăn xong rồi nó ngủ khì khì. Còn cái bọn chống cộng ấy, nó biết là nó không làm gì được nhưng mà nó vẫn cứ làm. Chúng nó mới là ngu á. Lợn nó khôn lắm á. Ngồi đây ăn nên tào lao với các bạn cho vui năm mới á. Sắp sửa sang năm mới, chúc cả nhà luôn vui vẻ này, mạnh khỏe này, gặp mọi sự như ý, tiền vào như nước, tiền ra giọt giọt. Nick em Ba Que đớp rồi. Vậy ạ. Chào Nguyễn Vân, chào tất cả nhà. Chào Vương Lai, cái gì? Vương Alan Vương à? Chào tất cả nhà. Vào đây tào lao cho vui. Tại vì buồn cười lắm, kể cả nhà nghe. Hôm nay chợ Tết. Chợ Tết thì những cái người mà người ta mới nhận mình đi gửi tiền á, mình đi gửi tiền thì người ta cho miễn phí, có nghĩa là Lisa mang tiền ra gửi về Việt Nam á thì được miễn cái phí. Bình thường là mình gửi 1.000 thì mất mười mấy đồng, 15, 16, 17 đồng gì á quên rồi. Thì hôm nay á mình đi ra gửi tiền không mất cái tiền lệ phí. Rồi xếp hàng dài 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 luôn. Đó. Thế mà đó là những bà con cộng sản gửi tiền về Việt Nam. Tại vì ở đây dân chống cộng ở bên này nó không thích cái điều đó. Nó không thích người ta gửi tiền về Việt Nam. Cho nên nó luôn luôn kêu gọi mọi người đừng có gửi tiền về Việt Nam.
Nhưng mà bà con xếp hàng dài dài ra. Dài lắm, tại vì miễn phí mà. Thế hôm nay là chợ Tết thì báo cáo với các bạn là ở bên này hôm đó cái chợ đó có một cái đám da đen, thì tin tức các bạn cũng hình như cũng có người biết rồi đó. Thì gần chỗ nhà Lisa đấy thì nó mới có một cái bọn da đen nó mới đánh nhau với những cái người Việt. Thì mấy cái người đấy thì cũng không phải là trẻ, ngồi đấy uống cà phê xong nó đi qua nó xin thuốc, không biết làm sao ấy, chuyện gì xảy ra thì nó ra không biết, nhưng mà lên cả trên truyền hình của Úc luôn đó. Thì người ta đang rất là rất là sợ cái bọn da đen với lại người người Việt Nam mình ở đấy là đánh nhau. Thế nhưng mà thực ra cái những cái người Việt Nam mình bị đánh thì không phải là những cái người trẻ, không phải những cái người mà chuyên môn đi đánh nhau. Người ta chỉ là dân, người ta ngồi đấy người ta chơi. Xong nó đi qua nó xin thuốc rồi không biết thuốc men làm sao, thì khi mà nó lên đài truyền hình thì Nisa đọc mấy cái comment ở dưới thì người ta nói, thì Nisa hiểu được là hình như là nó thấy cái bao thuốc để trên bàn ấy, thế là nó mới đi qua nó lấy cái bao thuốc đấy. Thì khi nó lấy bao thuốc đấy ra thì nó mở cái bao thuốc đấy ra rồi nó lấy thuốc nó hút, thì không có điếu thuốc nào hình như hết rồi sao ấy, thì nó mới đắp cái bao thuốc lại, thế nào cuối cùng đánh nhau. Thì cái chợ đấy nó rất là nhiều vụ rồi. Lần trước có một cái cô bé đó, cô ấy bị đánh thủng cả đầu ạ. Thì đó, thì bây giờ những cái trường hợp như vậy thì mọi người, những cái người chuyên môn chống cộng nói là Việt Nam thế này thế nọ thế kia thì nghĩ là vì ai, vì cộng gì, đúng không? Có phải do chế độ hay là do những cái người đấy làm ra? Thế nhưng mà những cái người ở bên này thì suốt ngày chỉ xem tin tức ở Việt Nam thôi. Và cứ có cái vụ gì là bắt đầu cười rầm sung sướng, giống như là ô đó đấy là do chế độ cộng sản tạo lên này kia các thứ. Thì như khi mà những cái người ở sống ở hải ngoại đấy chống cộng hay là ghét cộng sản đấy thì cứ nhòm về Việt Nam rồi thấy những cái chuyện gì xảy ra rồi bắt đầu cảm thấy mãn nguyện rồi, không thấy giống như là người ta cảm thấy người ta toại nguyện là ồ Việt Nam ấy cộng sản như thế các bạn hiểu không? Thế đến khi mà có những cái người ở hải ngoại bị cái chuyện gì xảy ra thì những cái người ở Việt Nam người ta nói đấy, các ông nói các ông ở bên hải ngoại tốt lắm mà tại sao có những cái chuyện đó xảy ra. Là người Việt Nam thì ai người ta cũng thương cảm cho những cái chuyện nó xảy ra như thế. Nhưng mà cái bọn ở hải ngoại chống cộng ấy, chúng nó không có cái suy nghĩ như vậy. Mà nó cứ thấy có cái chuyện gì xảy ra tai nạn này kia ở Việt Nam là chúng nó vui. Thì đến khi ở bên này có cái chuyện gì thì người ta vui thì cũng là cái chuyện bình thường thôi. Cho nên người ta mới chửi cho. Nhưng mà cái bọn ở bên này nó không hiểu đâu. Gửi tiền cho gia đình hoặc đóng góp xây dựng đất nước sẽ tích được nhiều phúc, làm ăn và may mắn hơn. Chỉ có những thằng ba que kiệt nghiệt xúc mới ngu mới bất hiếu. Đúng rồi. Chào chị Miu, chào Vũ, chào các anh chị em nhé. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài. Ở bên cũng có nhiều những người có trái tim yêu quê hương dân tộc. Hầu như là những người sống ở bên này người ta không chống cộng, người ta rất là thương gia đình, rồi người ta sang bên này với cái mục đích là người ta làm có tiền để người ta giúp đỡ cho gia đình thôi, đúng không? Thế bây giờ Lê Sà hỏi những cái người sống ở hải ngoại là mình dùng từ là bị đi tị nạn, bị vào Úc, bị định cư vào Úc, bị định cư ở Mỹ, bị định cư Canada hay là được định cư? Đó. Nếu mà được định cư thì mình phải cảm ơn cộng sản chứ. Đúng không? Cái gì ai được?
Có ba que vào đây đốt sạch đánh đuổi tàu cộng ra khỏi Việt Nam. Dẹp sạch lá cờ máu đi bà con ơi. Ủa? À, Việt Nam hả? Vậy đi về Việt Nam đi, về Việt Nam lãnh đạo đi, chứ cứ ngồi đây chỗ mõm mề kêu gọi người ta đâu có ai người ta ngu như vậy. Đúng không? Bây giờ muốn những người dân Việt Nam người ta làm như vậy thì dám về không? Mình đã có súng có đạn tụt quần mình bỏ chạy rồi, bây giờ xui người ta mấy chục năm nay bao nhiêu người vào tù rồi. Hả? Các ông mấy cái ông mà lãnh đạo mà lật được cộng sản ấy, lật được cái về tôi vẫn ủng hộ các ông lắm. Rocky, shut up. Đúng không? Em chờ chị tí nhá. Cái thằng nào lấy cái nick là Việt Nam này đốt sạch đánh đuổi tàu cộng ra khỏi Việt Nam. Dẹp sạch lá cờ máu đi bà con ơi. Ê. Mày đang ở đâu ấy, Việt Nam? Mời lên đây nói chuyện được không? Nếu mà cảm thấy đốt được ấy thì đuổi 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 cái bọn Trung Quốc ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, ở khắp nơi ấy, đuổi trước đi đã. Thì dân người ta mới tin vào cái đó để người ta theo mình chứ. Cứ võ mồm lên đây võ mồm ấy, ai mà ngửi được. Đốt sạch đánh đuổi. Ôi giời ơi, có mỗi cái câu đấy mà nó sủa mãi. Nói câu khác đi cho nó nghe cho nó hay được không? Việt Nam mời lên đây nói chuyện đi. Nhanh, xem mình tranh luận xem có tìm được cái đường nào để lật cộng sản không? Come on. Không không dám lên đây thì ngồi nghe chị dạy nhá. Còn làm được thì làm, đuổi trước tiên là đuổi hết cái bọn Trung Quốc ở hải ngoại đi, về Trung Quốc đi, hoặc là mình lấy cái phone á, mình quay trong nhà mình có cái gì make in China á, mình đáp hết ra cửa, xong rồi mình đốt, xong rồi bắt đầu mình kêu gọi những cái người bạn bè bà con thân thuộc họ hàng hang hốc gốc rễ nhà mình đấy, cũng tẩy chay hàng Trung Quốc như thế. Xong bắt đầu đuổi hết những cái bọn Trung Quốc ở hải ngoại đi. Rồi cầm cờ đấu tranh đuổi chúng nó đi. Thì tự nhiên người Việt Nam người ta thấy ồ cái bọn này nó hay đấy. Nó làm như thế nó mới anh hùng. Thế là người ta theo. Chứ đâu cần võ mồm. Tôi thấy... Chào các bạn nhé. Tôi thấy bạn là một con người có tấm lòng thật tốt với quê hương, không như tuổi rẹ vàng. Vô tổ quốc, phi dân tộc. Nói chung là bên này ai cũng vậy thôi các bạn. Tại mình có nguồn gốc người Việt Nam mà. Như là hôm nay Nisa đi ra ấy, thấy người ta xếp hàng gửi tiền về Việt Nam là đồ hiệu rồi. Đâu có thằng nào nó dám cầm cờ ra nó biểu tình đâu. Chào Lưu Xuân Trường. Đúng không các bạn? Hạnh Phúc Trần à? Hạnh Phúc Trần lên à? Chỉ được cái võ mồm thôi mấy chục năm rồi. Ngày xưa có súng, có đạn, có đủ các thứ thì không thèm đánh. Bây giờ sang đây ngồi mát hát yêu Tổ quốc. Đánh đi, đứng dậy đi, lật đổ chế độ đi, rồi này kia các thứ nói thế ai tin? Đó. Cái gì? Rồi em chào mọi người nhé. Che que va da. Cái gì? Hình như có ba que vào đây em. Em chia sẻ mà. Em chia Vậy sẻ cho hả? bà que chưa mà. Cho
nó vào đây để cho nó trả lời xem cái vụ an ninh mạng như thế nào mà chúng nó gầm lên, chúng nó gào lên. À, thì hôm hôm trước thì nói chung là Phúc Phúc lên cái diễn đàn chị Lisa thì Phúc có hai cái phần này thì Phúc muốn chia sẻ cũng như là muốn hỏi chị Lisa. Thì mọi người có tự bao giờ mọi người được đặt cái câu hỏi là tại sao cái người Việt Nam mà thường họ qua bên cái bên bên nước Mỹ á thì họ họ cứ quay đầu và họ cứ bị cứ 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 quay đầu rồi cứ bị nhồi nhét bởi những cái tư tưởng chống cộng và thậm chí là nghệ sĩ cũng vậy á, rồi lúc đó quay về Việt Nam để nói xấu. Thì theo Phúc nghĩ như thế này nè mọi người, ở đó ở nước Mỹ là một cái thủ phủ mà của dành cho những cái bọn chống cộng cực đoan, và mọi người biết ở trên đó những cái báo đài, những cái thông tin gì lúc nào nó cũng nhồi nhét những cái vấn đề rất là tiêu cực ở Việt Nam. Nó thù ghét cộng sản đến mức mà bây giờ nói chung là những cái điều mà tốt đẹp ở Việt Nam nó không bao giờ nó muốn giấu nhẹm đi, còn nó muốn chia sẻ những cái điều mà không tốt ở Việt Nam, và có ít thì nó có thích ra cho nhiều, còn chuyện không có thì nó nói ra cho lung. Thì đâm ra thì Phúc thấy là giống như là khi mà chúng ta ở mà ngày này qua ngày nọ mà suốt ngày mà chúng ta bị nhồi nhét bởi những cái điều mà những cái luận điệu không tốt đó, thì theo em nghĩ có những cái người mà họ vững lập trường, họ có suy nghĩ, họ có hiểu biết thì họ sẽ so sánh, họ sẽ tìm hiểu và chắc chắn một điều rằng họ không tin. Nhưng mà có những cái kẻ giống như Hùng Lân vậy đó, giống như Hùng Lân, giống như Phu Chon, giống như cái F3 sau này thì với cái tư tưởng mà cực đoan và độc đoán của họ đó, thì em thấy là họ có một cái cách nhìn nó rất là không tốt ở Việt Nam mà họ không bao giờ. Thì chị Lisa có thể là giải thích giùm em được không ạ? Tại vì các bạn chỉ nói đơn giản một câu này thôi. Nếu như theo như những cái người sống ở hải ngoại mà đi vượt biên á, hoặc là đi sau 5 7 năm á, thì người ta được định cư ở Mỹ, được định cư ở hải ngoại hay là bị định cư, đúng không? Nói đơn giản hai cái câu bị và được thôi là chúng ta đã hiểu là khi mà người ta nói là được định cư ở hải ngoại thì có nghĩa là người ta đang sung sướng. Cũng như cái lời cái bọn chống cộng nó nói là sang những cái nước này rất là sung sướng, đúng không? Vậy thì chúng nó phải cảm ơn cộng sản chứ, đúng không? Không có cái những cái trường hợp ấy xảy ra không thì làm sao có những cái nước này nó nhận những cái người tị nạn Việt Nam sang bên đó. Thì bây giờ chúng nó bảo ở bên này rất là sung sướng. Nhưng tại sao nó lại bị bất mãn? Bởi vì thực tế chúng nó sống ở bên ấy, chúng nó rất là rất đang là không tạo hài lòng với cái cuộc sống của nó, cho nên nó mới căm thù cộng sản, nó mới căm thù, nó nối tiếc những cái thời gian mà ngày xưa nó cầm súng nó đi nòe thiên hạ đó. Tại vì cái chế độ đó đấy, chúng nó làm tướng làm tá, hầu như tướng tá nó chạy qua bên 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 Mỹ, nó định cư sau 5 7 năm, đúng không? Nó sang bên đó thì nó tiếc, nó nghĩ lại nó tiếc cái thời mà nó cầm súng nó lòe thiên hạ rồi nó bị Vàng 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 son, thời thời vàng son. đúng rồi, nó ăn lương của cái chế độ đó của bọn Mỹ, rồi nó đi nó lòe, nó đe dọa người ta, động một cái là nó cho người ta là cộng sản, rồi nó dí súng vào đầu nó bắn, nó không cần ra tòa ra tiếc để xử. Thế nhưng mà bây giờ chả có ai dí súng vào đầu người Việt Nam để bắn cả, nhưng mà nó lại bảo là tàn bạo, cái chế độ đó tàn bạo, đơn giản vậy thôi. Các bạn nhìn thấy sự thật là như vậy, đúng không? Nên Phúc thì giờ muốn cũng chỉ nhắn gửi đến những cái người ở hải ngoại, những cái người kiều bào á, thực sự ra khi mà mình làm con người thì mình phải có cái lý trí, cũng phải có cái cách nhìn nhận, và đôi khi mình phải so sánh cái điều thực tế chứ. Phúc Phúc cũng hiểu được rằng á, ví dụ như mà cái bản chất mình căm thù người khác á thì mình không nói, nhưng mà mình đừng có để cho bản thân mình bị mụ mị mù quáng để mình nghe theo những cái lời bịa đặt, những cái lời xuyên tạc của nó, rồi mình lại chống chính cái quê hương đất nước của mình. Cái điều đó là một cái điều mà thật sự ra làm con người á, Phúc có cảm giác như là mình là những cái kẻ bất hạnh đấy. Quê hương đất nước là chỉ có một thôi,
mà mình lại đi nghe theo những cái lời mà bởi vì cái lòng thù hận mà mình nghe theo họ để mình nhồi nhét những cái điều không tốt á, mình đi chống lại chính cái quê hương đất nước của mình, thì mình mãi mãi là những kẻ thất bại và những kẻ bất hạnh trong cuộc sống này. Chúng ta chỉ có một cái quê hương và chúng ta chỉ có một cái dân tộc Việt Nam thôi. Thì đôi khi có thể là các anh các chị có thể là không hiểu được vấn đề, có thể là bởi một cái thời điểm nào đó mà mình không hiểu được cái vấn đề, mình không biết được cái sự việc đó ra sao, thì mình có cái lý trí, mình có cái đôi mắt, có lỗ tai để làm cái gì, mình đi tìm hiểu, mình tìm hiểu thật sự ra xem những cái người mà người ta sống ở bên Mỹ, những cái người mà họ gom cái thù hận đó họ thành cái bản chất của họ, rồi mình cập nhật những cái thông tin ở Việt Nam, mình so sánh xem nó như thế nào, thì lúc đó cái sự giải thoát được hay không cho bản thân của mình á, có nhẹ nhàng, có thanh thản hơn là nó phụ thuộc ở bản thân của mình, chứ không phải là phụ thuộc ở những cái lời của những cái kẻ chống cộng cực đoan. Nó thì Phúc chỉ là nhắn gửi đến những cái người mà ở ở cái nước Mỹ, mà khi mà bước qua bên bên được một qua được bên Mỹ rồi đó, cái quay về Việt Nam là chửi rủa là Việt Nam thế này, Việt Nam thế nọ, mà thực sự ra đất nước Việt Nam chúng tôi rất là thanh bình, rất là hạnh phúc, rất là no ấm và rất là phát triển. Chúng tôi rất là hài lòng về cái cuộc sống ở hiện tại. Em nói thiệt với Đúng. chị, sống tới từng tuổi này em chưa bao giờ em bị ông cộng sản ông làm gì em hết á. Thiệt, em Thế nói luôn thiệt chị luôn. Chưa bao á. giờ bất cứ bị bất cứ một cái vấn đề gì. Có đôi khi mình làm sai, mình chính bản thân mình là người dân mình làm sai, mình còn làm sai mà nhiều khi người ta cũng không có làm cái gì mình hết á, miễn là mình đừng giết người, mình đừng có hại người ta, mình đừng có làm những cái chuyện mà phi pháp, thì lúc đó là mình mới bị mà liên can đến pháp luật thôi. Còn người dân ở Việt Nam em nói thiệt với chị á, rất là thoải mái, rất là sung sướng, không có bị đóng thuế, không có phải mà tiền này tiền nọ hay là bất cứ một cái gì hết á. Và đó là cái lý do mà bọn bọn chống cộng cực đoan họ rất là cay cú. Đúng rồi. Họ rất là cay cú, họ rất là thù hận, là tại sao họ không họ họ cứ lấy họ cứ nghĩ cái cuộc sống ở của bản thân của họ, họ áp đặt về cho Việt Nam, họ nghĩ là Việt Nam chắc cũng khổ giống như họ, nhưng mà thực tế không phải như vậy. Nó thì giống như hồi nãy em chị nói tại sao không đánh đuổi người Trung Quốc, không đánh đuổi, không có được cái dùng 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 hàng của Trung Quốc nữa. Nhưng mà họ không có hiểu được một câu là tại sao bây giờ ông tổng tổng thống Mỹ ông không không đuổi người Trung Quốc mà ông lại đuổi người Việt Nam. Nó bọn ba que chống mắt lên mà coi đi, tại sao ông tổng thống Trump ông không đuổi mấy những cái người mà Trung Quốc về về nước Trung Quốc? Tại vì người ta không có giống như cái cộng đồng chống cộng cực đoan ở bên Mỹ. Suốt ngày ở nước nước của người ta mà suốt ngày giống như ở nước mình á, cứ hở ra cái là cầm cờ ra biểu tình biểu ngữ rồi làm quậy phá làng xóm, làm một cái điều gì cảm thấy là mọi người thấy ông rất là nhục nhã. Mình xem những cái hình ảnh đó mình cảm thấy rất là xấu hổ cho người Việt Nam mình. Cho cho Dạ em cho mời chị chị chia trả sẻ tiếp lời. ạ. Dạ. Cho chị trả lời cái thằng cái gì nó lấy nick Việt Nam à. Bao nhiêu người đã đốt cờ máu chó rồi biết biết chữa, biết Chúa. Bao Biết nhiêu người chưa? chửi thằng chó hồ cái gì nằm trong quần chúng rồi biết chưa? Này, tao nói cho cái thằng nghiệp xúc mà hèn nhát không dám thò mặt lên mà lấy cái nick Việt Nam đó, mày có biết nhục không? Hả? Hồ Chí Minh chết năm bao nhiêu? Hả? Rồi chúng mày tụt quần bỏ chạy năm bao nhiêu? Hả? Sao tại sao chúng mày Hồ Chí Minh đã mất từ năm bao nhiêu em nhỉ? Năm 70, năm năm bao nhiêu chị quên mất rồi. Nhưng mà À, Bác Hồ nó mà thâu thâu chính chị. Năm 69 Hồ Chí Minh đã mất rồi. Đúng không? Mãi năm 75 chúng mày tụt quần chúng mày chạy. Tại sao chúng mày không ở lại Việt Nam, chúng mày đào hầm, đào hố, chúng mày chống lại cộng sản. Chúng mày lại cho không biếu không cái đất nước Việt Nam cho cộng sản. Đúng không? Vì chúng mày hèn nhát quá thì người ta phải chạy theo cái phía mạnh chứ đâu có ai thì đi theo cái bọn tụt quần chạy đâu, đúng không? Còn đốt cờ hay không ấy, những cái thằng đốt cờ ấy chỉ là những cái thằng ngu muội mà nó đi nghe lời chúng mày thôi, đúng không? Mày thử thử đi ra, mày mày ra giữa Việt Nam á, mày mày đốt ta, cho tao xem nào, xem mày có ăn ăn đòn phẹt mặt ta không, đúng không? Đó. Còn cái chuyện là sự thật là chúng mày chết rồi, và bà vàng ba que đó, xỏ lá chết rồi,
không, ngày giỗ của chúng mày là ngày bao nhiêu, 30 tháng 4, 30 tháng 4 1975 chị. năm 70 năm đó, nó chết rồi, nó không còn sống nữa đúng không? Đấy, ngày quốc hận, quốc hận đúng không? Bây giờ cần 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 đau khổ cái gì, nếu mà thích ấy, thì về chơi chơi khô máu với cộng sản đi. Rồi ôi già rồi, răng thì không có mà gắn vào cái bài đặt đúng không? Các bạn ngày xưa nó có súng có đạn có đủ các thứ, có tiền có của, Mỹ nó trang bị cho tận răng, từ từ móng chân đến tận 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 chân tóc, từng cái cộng lông. Vậy mà không có làm ăn được cái gì, đến lúc cộng sản chưa vào đến nơi, không mất một một viên súng nào, một cái ngày 30 tháng 4 năm 75 đó, đến mức độ mà phải dừng lại 2 tiếng đồng hồ để cho chúng nó tụ quần, chúng nó chạy đúng không? Chứ nếu mà người ta tấn công thẳng vào Sài Gòn ấy, thì không, chúng mày bây giờ không có mặt ở bên Mỹ nữa đâu, chết ngay từ cái lúc đó rồi. Tại sao chúng mày bỏ chạy? Tại vì chúng mày bị cái lũ Ba Sọc ấy nó tuyên truyền là sẽ bị tắm máu, sẽ bị cộng sản rút móng tay rồi đủ các thứ đúng không? Còn những cái thằng tướng tá bị đi cải tạo ấy, phải cảm ơn cộng sản, vì cộng sản cho chúng mày đi, chứ nếu không người dân cũng cũng xé xác chúng mày ra để chấm muối, hiểu chưa? Người ta căm thù chúng mày á, người ta sẽ xé xác chúng mày ra, tại vì chúng mày quá, chúng mày phải đi vào đó để cải tạo, chứ không thả chúng mày ra ngoài đường á. Cái người mà ngày xưa bị chúng mày đàn áp ấy, người ta đập chúng mày chết cha chúng mày, cái đó cũng là một cái cách rất là hay, hiểu chưa? Còn gì nói nữa không? Để em nói đi. Cái gì? Việt Nam Cộng Hòa tự do dân chủ nhân quyền, đả đảo cộng sản, đả đảo tàu cộng, dẹp bỏ và đốt sạch lá cờ máu anh chị em. Người ta đâu có ngu đâu, chúng mày mấy chục năm có súng, mấy chục năm trước có súng mà chúng mày không làm, bây giờ chúng mày ngồi ở bên đấy ăn trợ cấp xong chúng mày kêu người ta đi thái chết cho chúng mày à? Sao chúng mày coi thường dân Việt Nam thế? Người Việt Nam đâu có ngu thế đâu, người ta đang sống đang yên đang lành đúng không? Ngày xưa cái xe đạp không có mà đi, bây giờ người ta đi xe hơi, bây giờ chúng mày có cái gì người ta có cái đó. Bây giờ chúng mày lên mạng, chúng mày live stream, người ta cũng lên mạng ầm ầm live stream đúng không? Người ta đâu có thiếu cái gì đâu, chúng mày có cái gì người ta có cái đó, nhiều khi chúng mày không có mà người ta lại có cơ, hiểu chưa? À, hỏi ha chị hỏi bọn Ba Que nó sản xuất được xe hơi chưa? Ừ đúng rồi, Đúng nó bỏ ngày xưa nó lại không? lôi cái la Đà Lạt ra. Cái la Ngoài Đà Lạt nó bỏ xe của nó sản xuất. ngoài cái vấn đề mà cầm cờ ra đường á, là giỏi nhất cái vấn đề đó, chứ đâu có biết là về hiện tại là cái đất nước Việt Nam nó phát triển như thế nào. Ngoài nó cầm cái lá cờ ra để mà nó kêu gào là nhân quyền này kia nọ, mà trong khi nó đâu có biết được là người Việt Nam bây giờ người ta đã đi tới đâu rồi, sống đã sung sướng đã như thế nào rồi. Nên á, Nào. thì cái bọn bao que thỏ lá của bọn mày á, nói chung á, là em nói chứ với chị Lisa đó, làm cái gì cũng phải thực tế, và làm mình cái gì cũng phải là cảm giác mình có thể mình làm được. Giống như bây giờ kêu cái thằng bao que mà nó biến thành ông tổng thống Trump á, nó làm nên ông tổng thống Trump, nó có làm được hay là không, nó cũng giống ví như là cái việc mà 43 năm nay mà nó muốn lật đổ cộng sản mà lật hoài là không được, lật bằng cái võ mồm sao mà lật, phải không ạ? À, Cái bây giờ nghĩ gì mà cầm được em vài trăm ngàn đi. chỉ không không cần nói chúng nó kêu gọi chúng nó nói, mà chỉ cần chúng nó lên đây để đối chất với mình, nó cũng đâu có dám thò cái mặt ra đâu đúng không? Chứ chưa cần nói gì là đánh nhau với ai hay là cái gì đấy, 8.000 người chuẩn bị về Việt Nam đấy, mình thấy nó rất là tự do đến mức độ mà không tàn nhẫn luôn, trong khi mà những cái người đấy người ta sống ở bên Mỹ rất là lâu năm rồi, có vợ con có này kia các thứ mà nó cũng tống cổ về
Thế bây giờ nó tống cổ về, có phải nó chia rẽ cái gia đình của người ta không? Cái đó có phải là tự do, cái đó có phải là human right không? Cái đó có phải là quyền con người không? Quyền con người là gì? Quyền con người là được sống, được làm việc, được ăn uống, được sống với gia đình, bên cạnh gia đình. Vậy mà nó chia cách gia đình người ta, giống như ngày xưa ở bên Úc này này. Cái chính quyền Úc này nó chiếm cái đất của bọn thổ dân này, xong bắt đầu nó thấy gia đình những cái người thổ dân thì người ta sống ở trong rừng mà nó mà đó, nó chia cắt đấy, có phải là tự do đấy, có phải là nhân quyền không? Cho đến ngày hôm nay dân Úc người ta vẫn lên án cái vụ đó, hiểu chưa? À, cái thằng mà đả đảo cộng sản đấy, quên, cái anh đả đảo cộng sản, anh chống cộng sản đấy, mời anh lên đây đối chất đi. Nếu mà anh mà can đảm anh lên đây anh nói chuyện đi, chứ cứ ở đấy hô hào xong rồi lật đổ cộng sản đi đó. Muốn lật đổ cộng sản thì hãy lấy lòng ngay những cái người sống ở hải ngoại đấy. Những người hải ngoại có ba móng người đi ra cầm cờ toàn ông bà già thôi, thế thì làm sao người Việt Nam người ta nó theo được các người để người ta lật đổ cộng sản, đúng không? Muốn lật đổ cộng sản thì trước tiên mình phải lấy lòng được người dân, đó là chính trị, chứ không phải lôi Hồ Chí Minh ra để chửi rồi lôi Hồ Chí Minh, cái đấy là vô học thức, ngu, được chưa? Hồ Chí Minh chết năm bao nhiêu, chúng mày tục quần năm bao nhiêu? To mồm mà lãnh sự quán mà làm hộ tao cái. Đấy, ngay như là cộng đồng ở bên này này, bên Úc này này đang bị chúng nó bọn da đen đấy, chúng nó đang ai đây? Quang Phan Minh. Bây giờ bên bên Úc á, à quên, bên Mỹ 30 mấy đồng thôi mà bỏ tính mạng bị nó kẹp cho đấy, đúng không? Rồi từ xưa đến nay những cái người làm neo ấy, người ta làm rất là khổ sở chứ có sung sướng gì đâu. Các mọi người thử nghĩ xem, lấy được cái đồng bạc của người ta đâu dễ đâu, đúng không? Làm khổ sở cực sổ khổ rồi á, giũa tay giũa chân cho nó đến khi nó chạy làng, nó không trả tiền, thế là đi ra ngăn cản nó thì nghĩ rằng nó sẽ không dám đâm vào mình, ai ngờ đâu nó đâm chết đó. Đâu phải một vụ đâu, rất là nhiều vụ rồi, không bị chết nhưng cũng bị thương, rồi đánh nhau loạn xì bằng hầu lên ở trong đấy. Tại vì làm sao người ta, các bạn biết ở Việt Nam ví dụ như mình muốn mở một cái tiệm để gội đầu, làm tóc, làm nail, đâu có phải đóng cái mẹ gì đâu, đúng không? Muốn mở là cứ mở thôi. Còn ở đây á, phải đóng đủ các thứ, thuê một cái tiệm ra phải trả mấy ngàn một tháng. Cái tiền đấy mà không có khách ấy, ngồi veo mõm lên mà không có khách vào, lấy tiền đâu ra để mà đóng. Rất là nhiều thứ để lo chứ đâu có phải đơn giản cứ kiếm được. Suốt ngày lên đây mấy ông bà chả biết cái gì, suốt ngày lên cứ khoe mồm dồn máu mũi lên đấy, sướng lắm, làm cái gì mà không khổ đó. Ở bên Mỹ thì nghe cứ suốt ngày ngóng về Việt Nam xong rồi thấy cái tin tức thì bắt đầu thỏa mãn, chả thấy thương tiếc cho người ta xong thỏa mãn. Thì khi mà người có những cái tin tức gì ở bên Mỹ, ở bên hải ngoại thì người Việt Nam người ta bảo đấy, các người cười chúng tôi. Bây giờ thực tế ở bên đấy các người còn nhiều chuyện nữa hơn, đúng không? Nên người ta bảo là chỉ vào mặt người khác thì có mấy ngón tay chỉ ở mặt mình là như vậy. Cái mạng của bạn cái gì Quang Phạm Minh ấy không được tốt cho nên nó không có cho lên. Không biết mạng của Lisa ấy, mạng này. Ôi giời ơi. Cái gì đệ tam thế giới nghèo, đốt sạch lá cờ máu đi anh em.
khoe nhá, cái nào gọi là giàu. Hello chị đang đâu ấy? Đang ở Việt Nam. Ồ Đang ở Biên Hòa, đang ở Biên Hòa, Đồng Nai. À. Chị năm nay bao tuổi ơi? 53. Nó trẻ chứ, da trẻ đẹp thấy chưa này. Đây nhá, đây là chị này, chị ở Việt Nam nhá, chị cũng 53 tuổi rồi, chị vẫn lên trên mạng chơi đó. Bây giờ người Việt Nam rất là rảnh rỗi đúng không, Đồ, những người rảnh rỗi lên trên mạng chơi. cái thằng mà mang cái nick nick Việt Nam ấy, mày có giỏi mày về chân sân bay Tân Sơn Nhất tao đón mày cho. Mày giỏi đi mày về mày mày đốt sạch đi, Đó, tao đốn mày, tao cho mày thêm mồi lửa luôn, tao cung cấp lửa cho mày luôn, tao cung cấp xăng cho mày luôn, mày ngon mày về đây xem là mày có đốt được không, mày không đốt được tao đốt mày. Nếu mà mày không đốt được cái là tao đốt mày. Ngon không, mày đi về đi, tao đón mày, tao hứa danh dự tao đón mày, mày cứ điện đi tao đón mày, mà tao đón mày có cả nguyên một một bầy binh bố trận lên đón mày luôn, không phải một mình tao, rất nhiều người lên đón mày luôn, đó. nếu mà mang thêm cả xăng đưa cho mày luôn, cả quẹt luôn, nếu mà mày không đốt được là chúng tao đốt đốt mày luôn, nếu như mày không đốt được, nếu mày đốt được chúng tao phục vụ mày. Mày về đây làm ấy đi xem nào, mày về đây mày mày làm ông chủ tịch nước đây xem nào, mày ngon mày có làm được không. Nếu mà mày về đây mày làm được á, chúng ta theo mày. Còn mày không làm được mà làm ơn mày câm mồm đi. Mày câm đi giùm tao, tôi thấy mày nói mà tao điên hết cả người. Đi cùng nhau, đừng nói nữa. Tao cái ngữ mày tí ngồi ở dưới cà phím không. Mày ngon mày lên đây chúng ta nhìn mặt mày xem, mà mặt mày vuông hay tròn, già hay trẻ nè. Có còn cái răng nào không, là đầu gối còn đi được không hay chống gậy rồi. Nghe thấy chưa? Nghe là chống gậy rồi để biết đường. Nghe thấy chưa? Nếu mà mày mà có chống gậy rồi á, mà mày muốn lật đổ á, thì khi mà mày đã chống gậy mày không đi được ấy, thì mày gần về đến Tân Sơn Nhất đó là mày điện chúng ta trước, nó mang xe lăn ra cho mày đi. Việt Nam vẫn tới bây giờ giàu lắm, có cả xe lăn điện ngon nghẻ cho mày đi luôn, để mày đi mày 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 lật đổ. Được không? Đồng ý không? Úi giời ơi, cái thằng nó lại còn sổ ra phân, à quên, ra thơ nữa. Cái gì dân Việt nô nệ đã từ lâu, hòa bình ảo tưởng đến gục đầu, ý dân giá trị gì đây chứ, công lý nhìn xem giữa cho châu chó châu cái gì. Ôi giời ơi, văn thơ lai láng đũng quần, đem về bón ruộng tốt hơn phân. Bây giờ chắc chắn là cái kiểu này thì cũng đang đang ở nước ngoài chứ không phải trong nước đâu. Kiểu ăn nói cái kiểu không hiểu biết này thì cũng chỉ có ở nước ngoài. Vậy thì cho tôi Đúng hỏi, rồi. tôi thấy anh Lợi Minh với lại bác Cầm Nguyễn á, bác cái đi ra chợ đây mà bác cái thấy người ta cái xẻ cái nón như vậy, người ta ăn xin ấy, xẻ nón như vậy. Thế thì hỏi mấy người là thiên đường ăn xin à? Thiên đường ăn xin không? Việt Nam tôi là không có cái kiểu vô gia cư ra đường ngồi vạ ngồi vật, xong là buổi tối xong là xù cái mùng ra xong ngủ, xong là ban ngày đấy chui vô vô hang vô hốc đâu không có. Việt Nam tôi không có, nghèo thì nghèo có cái nhà ở đấy, nghèo thì nghèo có cơm ăn ba bữa không phải đi xin, nghe rõ chưa nào, không phải đợi Đàm Vĩnh Hưng sang phát bánh mì đâu, không có ở đây không có đâu. Vậy mà cứ dám là hô là thiên đường với lại hô là giàu có với lại là cái này cái nọ đi. Tôi hỏi cộng đồng người Việt ở bên California có siêu xe đi như Việt Nam không? Có siêu xe nhiều như Việt Nam không? Hả? Có Đúng xe rồi. mười mười mấy tỷ đi không? Các ông về thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Hà Nội với lại Biên Hòa, Đà Nẵng, Cần Thơ coi, siêu xe ăn chạy vèo vèo.
ông mấy cái xe Toyota lẻng ẻng đi ra đường cũng khoe cả ô tô lại, mấy ông tôi mất mặt lắm. Bởi vì tôi cũng mang dòng máu Thôi Việt khổ Nam. thân các bạn. Khổ thân các vị ấy, tại vì các vị ấy buồn quá cho nên là vào đây để tị nạn chữ chữ Việt, tị nạn chữ xin tiếng Việt để nói cho nó đỡ buồn ấy, cái bọn này nó vậy ấy. Chứ bây giờ nếu mà nó thực sự nó chính trị á, chính trị là gì? Chính trị là phải lấy được lòng của người dân, như là Việt Minh ngày xưa đó, như là Hồ Chí Minh đó, phải đi nơi này nơi kia rồi phải lấy được lòng của người dân, đó mới gọi là chính trị, hiểu chưa? Chứ chính trị mà cứ nôi người này chết rồi còn moi lên để kiếm tiền như Ngô Đình Diệm á, chết từ bao đời rồi còn móc lên để kêu là ôi rồi quyên góp để cái gì đám tang đám tiếc gì đấy để lừa đảo cái dân hải ngoại này, đúng không? Thằng Hoàng Cơ Minh chết rồi cũng lôi lên không thèm nói cho thiên hạ biết, xong rồi cũng dùng cái thằng Hoàng Cơ Minh đấy để lừa cái cộng đồng hải ngoại này, thì chúng mày có cái gì để cho người ta tin tưởng để người ta theo không? Đó, chị chửi tiếp đi. Em nói với chị chứ ngày nếu như chúng nó mà có giỏi thì chúng nó đã làm được từ năm 68 đến năm 75 rồi. Hãy nghe nghe tao nói này này, Bác Hồ hô có một câu thôi, toàn đất nước dạ. Còn chúng mày hô một câu được đứa nào nó lên tiếng không? Hay chửi cho. Nếu mà Có chúng mày hô một câu, tao chỉ cần chúng mày là 10.000 người lên tiếng theo chúng mày thôi là chúng mày đã thành công lắm rồi. Nhưng mà đây chúng mày hô một câu, một nửa người còn chưa nghe nữa chứ đừng nói một người. Chỉ như những thằng bại não á, chúng riêng mày á, thì chúng nghe thôi. Còn những cái đoạn này nhá, một gia đình của con bé gì nhỉ, con Mụ Lấm á, nó được qua hải ngoại là nhờ ơn của cái bọn chống cộng, mà trong khi cái bọn chống cộng phải bán nhà bán cửa tụt quần để bỏ cái nước Việt Nam ấy, chạy bán sống bán chết không biết là mình sống hay chết ở trên biển, đúng không? Rồi đúng có những cái tình trạng mà làm hôn thê giả, mà làm hôn thê giả là phải mất đến 7-80 ngàn tiền Mỹ thì mới à. qua được bên hải ngoại, đúng không? Làm đủ trò rồi khi đi vượt biên á, là sống chết trên biển không biết là ngày mai có chuyện gì, nhưng đây nó khơi khơi nó cho một con cộng sản sống trong lòng cộng sản, mang cả mẹ và mấy đứa con đi sang bên bên hải ngoại không mất đồng xu nào. Thì tao hỏi mấy cái bọn bà que chúng mày có thấy chúng mày ngu chưa hả? Nếu mà thật sự nó yêu đất nước, yêu tổ quốc, nó chống lại cái cộng sản đó thì đâu có phải là khi nó làm cái chuyện đấy nó chưa đẻ con đâu, đúng không? Nó có con mà. Nó đã đẻ con nó ra rồi mà. Tại sao nó vẫn làm? Nó làm xong bắt đầu nó bảo chứ tôi vì hai đứa con tôi cho nên tôi ra hải ngoại. Chứ tôi muốn ở lại Việt Nam để tôi chiến đấu. Thế có phải chúng mày ngu không? Chúng mày thấy cộng sản hay không? Cộng sản chỉ cần cái mồm thôi mà được đi không, không mất đồng xu nào. Được đi Yeah, miễn phí luôn đó chị. hoan hô. Yeah, hoan hô. Khâm phục những cái anh chống cộng mà được đi ra hải ngoại. Yeah, đó là cái sự ngu dốt của chúng mày, hiểu chưa? Thực sự chúng mày cho những cái đứa đấy là anh hùng, là chiến đấu cho Việt Nam á, thì chúng nó phải ở Việt Nam để chúng nó chiến đấu. Đây chúng mày đưa nó sang bằng máy bay, trong khi chúng mày tụt mẹ nó cả quần ra bỏ của chạy đến người. Bây giờ sang Ô đưa những cái mà em thấy em cộng sản. em cũng thấy thấy lạ, em thấy lạ đó chị Ly đi Sa Phạm à, chị Ly Sa Vũ, em thấy lạ là nếu mà nó cần Em là à, em chị hơn tuổi em. nếu nếu như mà nó mà muốn để chống cộng thì nó phải để cái con mẹ nấm đó ở Việt Nam để chống cho chúng À, nó đúng không? đúng Chứ còn bây rồi. giờ
Đúng rồi. Sang Yên Quốc nó sang đấy thì để làm gì, nuôi báo cô đó à? Sang bên đấy còn trồng cái gì nữa? Ừ. Mà này em nói cho chị nghe đáng nghe đấy, cái tiền thuế của nó thì chúng nó được, chúng nó không bị phải cắt ra một một mảng để nó cho cái gia đình con mẹ lấm này, nhưng mà bây giờ nó đưa thằng cụt tay à, thằng cái gì điếu cày này, thằng cù huy hà vũ mê này vân vân và vân vân á, toàn là cộng sản đi sang đấy mà chúng nó được máy bay rồi tiếp đón nồng hậu rồi đi sang đấy nó lại mất một số tiền thuế của dân Mỹ để đưa nuôi cái bọn đấy nữa, rồi cuối cùng nó sang đấy nó làm được gì cho các vị, có phải các vị ngu không hả? Đúng Làm rồi. ơn suy nghĩ, đấu tranh thì phải dùng cái đầu, mẹ tiên sư nó lừa cho một vố cay cú như thế, bây giờ nó sang nó làm gì? À, tôi chống cộng sản, tôi sẽ tiếp tục cái con đường chống cộng sản. Mẹ không có Mà tiền từ gì ngày nó sang nó đã đâu thấy nó chống nói gì bằng nữa cái đâu, nó im luôn rồi. gì? Ừ, làm ơn cộng đồng á để cho nó tiếp tục con đường đấu tranh thì đi làm cho chị mấy cái răng đi, chồng cho chị mấy cái răng vào để lúc lên đấu tranh ấy, cười cho nó đẹp, hiểu chưa? Chứ mà để cho chị răng rụng mà không có cái gì ấy, nó làm xấu cái bộ mặt của những cái anh hùng đấu tranh đi. Thật đấy chứ em, nhà mình từ cái ngày mà đấy nói là đưa con mẹ ấy đi sang bên Mỹ là nhà mình thấy thắc mắc. Nhà mình bảo là ngày xưa cộng sản á mà đi hoạt động cách mạng để giải phóng dân tộc á, không bao giờ mà lại đứng ở ở xa, mà phải muốn bắt được cọp phải rúc vào hang cọp, phải vào tận nơi. Còn bây giờ Đúng đi rồi. chống cộng sản mà bỏ cộng sản sang mãi bên nửa vòng trái đất kia, chống ai, chống gậy thì có chứ chống gì, chống bằng cái mồm ai nghe. Nào, nào, nó đang nói là 1.000 năm nô lệ giặc tàu gì, 43 năm cái gì nô lệ cộng sản gì này, tao nói cho chúng mày nghe này, mấy cái thằng chống cộng đến bây giờ chúng mày chưa thoát cộng được đâu, đúng không? Chúng mày ăn từ đâu, đồ ăn từ đâu? Mấy chục năm nay Mỹ nó bắt tay với lại cộng sản Trung Quốc từ năm 73, ok, 72, 73 gì đó. Và chúng mày tụt quần chạy sang đó, chúng mày toàn ăn đồ tàu thôi, và làm cho cái Trung Quốc, cái Cộng sản Trung Quốc á bây giờ là nhất nhì thế giới về kinh tế rồi, under 10, hiểu không? Xong rồi bây giờ ngu si đần độn bất chi tồn, cầm đuôi con chó không biết gì của nó ở đâu đó, xong rồi á Mình nói với lại toàn đi bảo lãnh cho cộng lị tài sản, nhé, toàn đi bảo lãnh cho cộng sản, tài nó ăn đồ và tàu, nó cộng ăn đồ sản sang đấy tàu quá, cho nên là nó bị ngấm chất nè độc vào não, cho nên cái não nè nó bị liệt, nên nó không có suy này, nghĩ cái gì chúng khác mày được. toàn những là cộng sản thấy không, ngày xưa cộng sản toàn làm tướng thôi đó. À, mấy cái ông cộng sản gì làm điệp viên tình báo ấy, toàn làm tướng làm tá thôi, đến bây giờ lại 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 vẫn cứ y như cái bài cũ, lại bảo lãnh cho những cái cộng sản đi sang bên đấy để cộng sản cài cắm vào trong cái cộng đồng đúng Bọn này nó ngu thật, chưa? nó đứng Cộng sau sản lưng đi không mất một đồng xu nào. nó đang đánh võ không à. Ừ, Toàn có xong rồi. đi bảo lãnh, xong bắt Xong đầu sang bên đấy thì lại bảo người ta là cộng sản nằm vùng à, đem bảo lãnh cho người ta sang cho cố vô, xong bắt đầu lại bảo người ta là cộng sản nằm vùng, đúng là cái đồ ngu, ngu hết chỗ nói luôn. vui nhớ không, như thế thì nó mới vui chị, yeah, cho chúng nó như thế chúng nó mới vui. Ờ thật đấy chứ, nếu như mà không có mấy cái đứa mà ba que bài não thì chị em mình đâu có lên đây đâu, biết nhau là ai đâu. Ôi giời ơi, nó vớt vát được mấy cái câu mà nó nhai đi nhai lại, làm ơn khổ quá. Bây giờ
những cái anh chị mà đi sau 7 năm mà suốt ngày chê cộng sản nghèo này kia các thứ ấy đã bằng người ta chưa hả? Người ta có cái mình có cái gì người ta còn có hơn những cái đấy nữa. Đấy này, người Việt Nam này 53 tuổi này, chị lên trên mạng chị chửi cho này, nghe nghe thấy chưa? Đúng không? Còn những cái anh mà tiếng Anh thì không biết, già lụm khụm rồi, tối ngày ôm cái tivi ở trong nhà, con cháu nó đi hết rồi, xong rồi đi Bác que ơi, bác que, nhà tao là công lên. nhân bình thường thôi, công nhân là thuộc dạng trung bình của Việt Nam này. Nhà nhà tao này, tao nói mày, tivi từ ngoài cửa, từ phòng khách vào đến phòng đằng sau, chỗ nào có tivi toàn siêu mỏng không nghe mày, rác cũng có, ở dưới cũng có. Đấy là thuộc vào dạng dạng trung bình thôi nha, chưa phải là giàu có ở Việt Nam đâu. Mà tao nói với mày là tivi Đúng nhà rồi. tao nhiều hơn là ấy ở dưới nhà mày ấy. Đó. Chúng Nói mày ở chung bên đấy là nghèo quá không, hay là hâm lét ở ngoài đường, hay là lại cứ ngồi lên, có mua được cái xe hơi ấy là cứ ngồi lên trên đấy suốt ngày, chả dám xuống, mới có nhà đâu mà xuống, đúng không? mời anh ba quen lên đây nào. Đúng rồi, anh ba que ơi, Ừ, dám lên đây thằng ba nói. que, không Ờ, thì lên ba mình không gọi em đâu, que lên đây cho vui ba que ta gọi bằng thằng, người ta không gọi bằng nè. anh đâu. Có cái thằng ba que Ừ, nào gọi á bằng anh để cho nó lên. thôi đủ Chị ơi, chị bản lĩnh phải thì lên đi. gọi bằng anh nó mới lên được. Gọi bằng anh nó không lên được, Lên đi khổ bác lắm. que ơi, bác que, bác que lên đi, lên nói chuyện đi, Không lên đi xem là nói chuyện xem lên là ở bên Mỹ nhà được mấy người có được những cái gì và đã chống gậy chưa, năm nay bao nhiêu tuổi, đã xa ấy chưa, chân tay đã run run chưa, một gậy là hai, đến tôi không biết đường. khổ lắm, cũng tội nghiệp cho các anh lắm, nhiều khi cũng khó khổ lắm, tại vì sống ở trong cái cảnh mà suốt ngày bị đe dọa là cộng sản đó, cho nên là người ta có cái tư tưởng người ta sợ đấy. Ngay như bây giờ sang cái đất nước Mỹ rồi Úc này kia các thứ vẫn sợ chúng, cái bọn cộng đồng, cái lũ cộng đồng nó gán cho cái tem là cộng sản nằm vùng đó, cho nên là khi mà Lisa lên đây nói á, là chúng nó bảo là con này con cộng sản nằm vùng, mà mình nhận là mình cộng sản năm vùng rồi, rồi chúng nó đe dọa đủ thứ mà đâu có dám thằng nào đến đây để nói chuyện với mình đâu. Đó, toàn chui chui lủi lủi thôi, trong khi mà mồm thì rao giảng là tự do nhân quyền. Người ta thích ai thì chúng mày thích thích Cộng hòa ấy, thích cái gì kệ bà chúng mày, còn tao thích cộng sản kệ mẹ tao. Đâu có Chúng nó thấy liên quan gì nước máy, và Việt Nam mà nước xem máy anh với là này nước nước gì, riêng không có liên quan đến nhau, hiểu nước sông với nước giếng đâu có chung được. Có không? anh Ừ, lại mình anh đi nước chơi giếng là cùng nước khắp giếng, Việt nước máy là nước máy. Nam. Anh lại mình anh về Việt Nam anh đi chơi cầu cùng khắp Việt Nam, nhìn thấy có thèm không bà que đó. Ông về ông đang ở Cần Thơ, lúc ở Cần Thơ, lúc ở thành phố Hồ Chí Minh, lúc thì đi Bảo Lộc, ông đang bắt cá ở đi Cần Thơ á. Chúng mày thấy có thèm không? Ông về Việt Nam ông thích đi đâu ông đi, còn cái mặt chúng mày mà thò vào sân bay Tân Sơn Nhất công an nó không thèm ngó, mà dân ông đập cho gãy răng. Cái gì? Nhắc lại cho đồng bào trong nước, kẻ thù dân tộc Việt Nam chúng ta chưa chắc đã là Trung Quốc, mà chính là Đảng ẩn hại có tên Cộng sản Việt Nam. Vậy tại sao cái việc Đảng Cộng hòa lại đu càng sang Mỹ, không ở lại để khô máu với Cộng sản, mà hèn nhát chạy đi bỏ cả cái đất nước cho không Cộng sản đá đảo Cộng hòa, cho không cộng sản đất nước, đúng không? Nếu Đúng mà rồi, chúng là mày anh hùng cái ơi, chúng mày giỏi, ông mà có cái nick đừng Việt có ngồi Nam mát này hát yêu tổ quốc nữa. là cho nhà mình hỏi là nhà mình thì đang ở
thủ phủ của Việt Nam Cộng Hòa. Hả? Việt Nam Cộng Hòa cũ đấy. Cái chế độ chết lâu rồi. Thủ phủ của Việt Nam Cộng Hòa cũ, tức là nhà mình ở Biên Hòa, Đồng Nai đấy. Biên Hòa, Đồng Nai là chiếm là rất nhiều là chế độ cũ ở đây. Nó ở nhan nhản luôn. Hình như em thấy Cho Biên nên Hòa là hình như cũng nhiều người Bắc di cư vào đó Bắc Nam Tư đây. Bắc Nam Tư là hả? nó nha, hố này một nè, hố này hai, hố này ba, hố này bốn. Tên chi tên hố này, thế là chỉ có Theo em người Bắc thấy thì Tư những cái không. người Bắc Nam Tư ấy, những cái người Bắc Nam Tư ấy, thật ra người ta cái đầu óc của người ta vẫn rất là tội nghiệp. Tại vì như thế này này, sau khi mà Việt Minh đánh thắng được được bọn Pháp đó, thì cái cuộc cải cách ruộng đất nổi dậy, thì bắt đầu những cái bọn địa chủ rồi cái cảnh mà chết chóc năm 40 năm á, cái bọn Nhật nó làm cho dân Việt Nam mình chết đói năm 4 năm á, thì những cái cảnh đấy nó vẫn in sâu vào những cái đầu óc của những cái bọn mà nó địa chủ cường hào này kia các thứ, rồi những cái dân nó cũng là cái dạng giàu có thì nó sợ, nó chạy nhiều khi nó lại nghe cái bọn chế độ của bọn Diệm nữa, thế là chạy Bắc Nam Tư chạy vào miền Nam. Thì trong cái bức tranh mà cái thời chiến tranh đó thì vẫn còn ở trong cái đầu của họ, họ nói chung là vẫn bị lạc hậu ấy, cái thời bị lạc hậu ấy. Cho nên họ vẫn cứ bị cái sự tuyên truyền của cái bọn bọn Cộng Hòa đó, cho nên bọn họ rất là tội nghiệp, nói chung là vậy, chứ không phải là cũng không trách được hết họ đâu, trách là trách cái chế độ, cái chính quyền của chúng nó tuyên Đấy truyền vào là người ta là như vậy rồi đó. mình nói này này, mình là ở thủ phủ của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng bây giờ thử hỏi mấy ông ba que về nói xem người ta có nghe mấy ông không. Đó. Người ta mới nghe mấy ông Đúng không, rồi. hay là người ta nghe Đảng Cộng sản? Mà trước kia là các ông Đúng. rước người ta vào Việt Nam, miền Nam đấy. Đó. Pháp đấy, Pháp rước vào cái thời kháng chiến cho Pháp đấy. Pháp xây một cái tượng Đức Mẹ quay mặt về phía phương Bắc đấy, về ngoài mình giang hai tay ra đấy, để có nghĩa là đón con chiên ở ngoài Bắc vào đó. Đến bây giờ thử về hỏi xem được bao nhiêu phần trăm người nghe các ông, hay là cộng sản, nói là nghe cộng sản hơn thì các ông cứ nói đi. Hôm bữa trước tôi có nói với này, mấy người vì công ty tôi là rất là nhiều nhiều người Bắc Nam Tư, tôi mới hỏi là vậy chúng mày ơi, vậy trong hai lựa chọn chúng mày lựa chọn cái nào? Nó bảo là bà nói đi, bảo là bây giờ bọn chống cộng cực đoan nó gọi chúng mày đi biểu tình để lật đổ cộng sản, với lại chúng mày để yên cái chế độ cộng sản này để chúng mày làm nuôi gia đình, chúng mày chọn cái nào? Nó bảo thôi các ông ấy im đi cho chúng tôi nhờ, bây giờ tôi muốn làm đủ 26 ngày công để tôi có lương tôi nuôi chồng nuôi con, tôi cũng còn đừng có mà tào lao Ok. đó. Anh Việt Nam Cộng Hòa, anh nói là hên quá mình sinh ở Mỹ, không phải nước nghèo thứ gì kế bét thứ kế bét trên thế giới. Ủa giỏi ha, sinh ở ở Mỹ mà biết tiếng Việt giỏi quá ha, biết tiếng Anh đi. Teach me. Biết tiếng Anh đi. Sinh ở Mỹ là phải biết tiếng Mỹ đúng không? Biết tiếng Anh. Come on, hurry up. Mẹ ghét nhất cái lũ này là chuyên môn đi 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 đi, đi xạo, đi lổ lanh tanh bành lên bố mấy con chó này, tao những lại cái nghe thấy mày nói tao lại muốn chửi mày rồi. những cái đứa mà những cái đứa mà Hả? thanh niên những cái đứa thanh niên mà sinh ra lớn lên ở Mỹ á, mà đi lên đây nói rất là ít, chỉ có mấy cái ông mà chống gậy run run sắp chết là lên đây nói nhiều nhất. Nó không phải ít chị, nó không có luôn á, mấy cái đứa mà sinh ở Mỹ á, là nó không có một cái đứa nào nó làm những cái chuyện tào lao vậy nhá, còn chưa biết nhục à nhá. Mỹ nó trang bị cho tận răng tận tận tóc mà không làm gì được cộng sản, giờ sang đấy thì im cha nó mõm đi, lại còn suốt ngày bày đạt cầm cái cờ lên xua ruồi bố mấy con chó. Ngày xưa là binh hùng tướng mạnh lắm, binh hùng tướng mạnh lắm ấy gì,
mạnh hơn là cộng sản mình nhiều lắm, gặp gấp 10 cộng sản mình luôn, có máy bay B-52 này đúng không, rồi có pháo cỡ to cỡ nhỏ này, tên lửa tên lủng mà Việt, tao hỏi chúng mày là Việt Bắc, ngoài Bắc Việt Nam với lại những người cộng sản ở trong miền Nam Việt Nam này có cái gì, có được mấy cái AK, súng AK, mấy cái tên lửa tự chế, mấy cái khẩu súng cối tự chế, vậy mà ra ngoài bờ ruộng kia mà ngồi mà cứ mà máy bay Mỹ từ trong Việt Nam, miền Nam Việt Nam bay ra qua Thanh Hóa là rụng rớt xuống, cứ bay đến Thanh Hóa là rớt xuống, thì hỏi là đó giỏi hay là không giỏi, chúng mày lòi ra đấy này. Không phải nói, không phải nói cho nó nhiều, cứ nó đấy chỉ có cái gì, cái súng mà cối tự chế mà như là cái bắp chuối, xong là cầm cái viên đạn lao vô cái nó bay vèo lên trời, vậy mà máy bay rụng như là sung. Có anh xin mời anh Ba Que nào lên đây kêu gọi đồng bào lật đổ cộng sản đi. Đó, cho cơ hội để lên đây kêu gọi này. Không làm được thì tắt điện đi. Ok. Còn lại còn bày đạt hên quá, mình sinh ở Mỹ. Vậy Sinh ở mà Mỹ biết tiếng Anh. Hurry nếu mà sinh ở Mỹ up. thì Không khó. cho mình hỏi một câu là, vậy các bạn bảo là cái nước Việt Nam, cái nước cái gì, Việt Nam Cộng Hòa, thế vậy quay một cái quả địa cầu vòng quanh thế giới, nước Việt Nam Cộng Hòa nằm ở chỗ nào trên bản đồ thế giới cho mình coi con à, Đúng rồi, nằm chỗ nào trên bản chả đồ thế biết giới. lũ bồ đà, biết nhất mấy cái thằng già mà cứ lổ tặng lanh tanh bành lên đây nha. Ngày hôm nay em đi gửi tiền về Việt Nam mà xếp hàng dài, toàn cộng sản thôi phải không? Tại vì chúng mày á, cái lũ Ba Que kêu gọi người Việt Nam đừng gửi tiền về giúp cộng sản, mà ai cũng giúp cộng sản như thế thì hóa ra người ta là cộng sản hết à, đúng không? Ngu triền miên, ngu kinh niên, ngu ngu không biết nó ngu tự cấy hay là nó ngu bẩm sinh không biết. Làm khó nó quá cô ơi. Nhưng mà bây giờ đầu cổ rồi. Cô hỏi đúng Mình là mà, mình cô hỏi đúng mà, cô hỏi là bây giờ cái Việt Nam Cộng Hòa là nằm đâu trên bản đồ thế giới thì chỉ dùng cho mình, chứ mình đeo kiếng đúng rồi, mình nhìn không thấy, đeo kiếng đúng ở rồi, đây này 4 ở năm bên này mình á, không thấy, không thấy nó nằm chỗ trên nào trên cái bản đồ thế giới. cờ Ba Que đấy, chúng nó nói là cờ đại diện cho người tị nạn Việt Nam ở cái dòng nào, ở cái viên biên bản nào, ở cái giấy tờ nào, ở cái nào, nó nói là cái cờ vàng ba sọc đỏ là cờ đại diện cho Việt người tị nạn Việt Nam nữa. Và Ba Que trả lời cho em cả, em Pháp em chả hiểu gì cả, em chỉ biết là cái cờ vàng ba sọc đỏ của cái Vietnamese Community là cái cờ đại diện cho cái cộng đồng người Việt chơi với nhau á, mà cái cộng đồng đó là do tiền thuế của người dân người ta bỏ ra để cho cái cộng đồng ấy giúp đỡ lẫn nhau, an ủi nhau lúc tuổi già, hoặc là giúp đỡ cho những cái người nào không biết tiếng Anh tiếng em rồi gặp khó khăn rồi giúp đỡ cho người ta, chứ không phải để cho chúng mày cầm mấy cờ đấy để chúng mày đi ra biểu tình, hiểu chưa? Không biết thì Cái cờ Việt tìm Nam Cộng hiểu Hòa kỹ có văn thêm. phòng đại diện ở ở các nước trên thế giới không vậy Ba Que? Có Ba văn phòng đại diện ở trên que chị trên trên Nam Châu này không? Trên mấy trăm nước trên thế giới có văn phòng đại diện nào là văn phòng đại diện có cờ ba vàng ba sọc đỏ không? Trả lời đây. so stupid. Where is your eyes now? What the fuck? Mày mày đẻ ra ở ở Mỹ mà mày biết tiếng Anh như thế này á hả? Hả? Iceland là gì? Hả? Còn nói người ta stupid nữa, mẹ sư sinh ra ở Mỹ mà biết tiếng Anh như thế này hả? Hả? Thế mà ông đòi lộ. Sư khỉ, Chắc tao là không biết con tiếng cháu, Anh, tao không biết mày biết sai rồi.
chắc là con cháu nó dạy cho được một hai câu và bỏ. Chó thế mà cũng đòi ta nói ta dạy mày cách để viết tiếng Anh cho nhanh này. Bây giờ nó có một cái phiên dịch bằng tiếng 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 Việt Nam ra tiếng Anh ngay lập tức, download cái đấy vào trong cái iPhone hay cái gì của mình đó, xong mình nói tiếng Việt ra cái nó viết luôn lên bằng tiếng Anh, xong rồi mình copy mình cho lên đây, như thế nó better hơn, biết chưa? Bày đặt bố khỉ này, tao nói cho mày nghe, mấy cái đứa trẻ con mà nó sinh ra ở đây á, nó không bao giờ nó thèm dây vào cái lũ chúng mày đâu, hiểu chưa? Mấy cái đứa nó sinh ra ở đây á, nó chỉ nói này này, không có cộng sản thì làm sao mình có mặt ở đây đó, hiểu chưa? Đó là lý do tại sao mà người Việt Nam có mặt trên khắp thế giới này. Thì chúng mày được được sang Mỹ hay là chúng mày bị sang Mỹ? Nếu mà bị sang Mỹ á, thì có nghĩa là đang sống cuộc sống rất là khổ sở, đúng không? Còn được sang Mỹ á, thì có nghĩa là do cộng sản, thì phải cảm ơn cộng sản chứ, đúng không? Cái cộng đồng ô ấy là băng đảng cộng đồng ấy, băng đảng lừa đảo cộng đồng ấy. Nó xấu hổ nhất trên thế giới này, không có cái cộng đồng nào mà xấu hổ bằng cái cộng đồng mà chống cộng cực đoan, nó nằm ở Mỹ. Mẹ Mỹ. đi tuyên truyền nào, Mỹ nó sang Việt Nam để nó giúp giúp Việt Nam để đánh đuổi cộng sản. Mẹ cha chúng mày, cái thằng Liên Xô cộng sản to tổ bố, thằng Trung Quốc cộng sản to như thế, sao không sang đấy đánh nó, để đánh cái dân Việt Nam nó nghèo có mỗi cái khổ thôi, đúng không? Nó không xâm lược, nó muốn cái đất nước đấy là vào tay Mỹ thì nó sẽ làm bá chủ hoàn cầu ở cái đất thế giới này, hiểu chưa? Vì cái địa điểm của người Việt Nam rất là tốt, nó muốn muốn làm chủ ở cái nơi đấy, mà khi nó giúp cái bọn Cộng Hòa rồi, ví dụ nó thắng được cộng sản thì nó sẽ làm bá chủ hoàn cầu, thằng nào chiếm được cái Việt Nam ấy, thằng ấy nó là bá chủ hoàn cầu. Cũng giống như bây giờ nói đơn giản này thôi, có thằng tao que chống cộng nào ở, hải ngoại này, có nhà không? Có nhà sang tên cho tớ, sang tên cho em, ok em sẽ ra tòa, em sẽ ra luật sư, em nói là ok em sẽ cung cấp đầy đủ cho ăn uống rồi xe phóng thoải mái, muốn gì được đó, sang tên nhà cho em, hiểu chưa? Cái đó là cái cách làm ăn của nó. Thì bây giờ em lấy được nhà của anh sang tên cho em, thì anh cho em vào cái nhà đấy đứng tên toàn quyền cái nhà đấy, em sẽ ngăn phòng ra, em sẽ bán đất đi, em sẽ xây nhà lên, em cho xe phòng, em kiếm lời, em mang về nhà em, hiểu chưa? Nói chung lại nó đơn giản như vậy, cũng giống như một cái đất nước thôi, Mỹ nó nhảy vào nó sẽ làm ăn ở trên cái đất nước Việt Nam đó, để nó kiếm lời, nó mang về nhà nó, giống như còn Anh Quốc nó thuê cái Hồng Kông á. Có thấy cái Hồng Kông cầm cờ biểu tình ở bên này không, ở bên hải ngoại này không? Mà một khi người ta đã biểu tình á thì thấy không, hàng bao nhiêu ngày nó biểu tình như thế thì cuối cùng là cái gì, lũ bà que bà mống nói ra thì mọi người đó đấy, Xấu bây hổ, giờ đất Úc xấu hổ cho, xấu hổ cho tôi đánh nhau ở da đen này, cái 10 người da mà đen sang bắt làm được gì cho người ta chưa, đồng đó. mang cái dòng máu Việt Nam mà cứ đi ra ngoài ngoài nước ngoài xong rồi cứ quấy quớ người ta để người ta mắng vốn không à, để người ta nói là u Việt Nam Đấy. tụi bay đi ra nước ngoài toàn có quấy rối không, trả cái cộng đồng người Việt rồi chúng bay rồi đi sang bên này toàn nó cứ quấy rối đó, cứ mang cái cờ ra ngoài đường kia vắt ngang vắt dọc vắt ngược vắt xuôi, người ta nhìn người ta ngứa mắt đi. Đấy, người ở Việt Nam ấy, người Việt Nam chửi ba que đấy, ba que ơi. Sao giờ không Việt Nam không ba mời lên đây ấy?
Lên đây nói chuyện cho vui này, mất công phải viết cho nó mệt ra, lên đây kêu gọi người Việt Nam biểu tình đi. Cho cơ hội này, come on. Bây giờ này quát rồi à, không không biết không không xì sờ biết in it nữa. Đó. Sao sao anh nói anh sinh ra ở ở ở Mỹ thì bây giờ anh không biết, anh không sờ biết in it nữa đi. Anh đừng nói phét nữa. Em thì em không giỏi tiếng Anh nhưng mà em biết sờ biết in it đó. Đừng có đùa với em. Hiểu chưa? Em cộng sản năm vùng mà. Em không có giỏi tiếng Anh đâu nhưng mà em sờ biết in in it giỏi lắm. Ô tình sự nhà anh bày đặt cái này, những cái người mà người ta còn trẻ đó, người ta phải lo cho gia đình, cho con cái, cho vợ con người ta, chứ không có dỗi hơi đi chống cộng đâu. Còn những cái thằng nó đẻ ra ở Mỹ á, nó nhìn các ông các bà như đồ điên đấy, hiểu chưa? Nó thôi để cho các ông các bà ấy hấp đi này, trong khi người Việt Nam bị bắt nạt này, bị chúng nó đâm chết này, có thằng nào cầm cờ lên để chống không hả? Trong khi á, Việt Nam có cái chuyện gì nữa tùm năm túm ba vào dương cái cờ ra, đã cộng sản, đã cộng sản. Mà trong khi người Việt Nam ở tại Úc này, tại Mỹ này, tại các nơi có cái chuyện gì xảy ra, có cái cộng đồng nào đi ra để giúp đỡ cho người ta không hả? Muốn chống cộng là phải lấy được lòng của những cái người cộng đồng ở hải ngoại này, được với ba móng già chả làm ăn được cái gì á, chỉ được nói phét thôi. Cái người ở hải ngoại này người ta nhìn vào người ta đã thấy chúng mày ngu rồi, đúng không? Đúng Hôm rồi, nay thương nhau cái thằng con lớn nhà em mới nói chuyện với nó là cái hôm hôm đó cái bọn da đen nó đánh mấy người Việt ấy, thì cái thằng con nhỏ nhất của em nó đứng ở đấy, nó mới quay clip, nó gửi gửi ngay vào điện thoại cho em. Thì em mới kể mấy cái thằng lớn nó bảo chứ cái thằng đấy đã không giúp cho mấy cái người đấy phải xông vào mà đánh chúng nó chứ, tại sao mà lại đứng đấy quay phim? Con nhìn thấy toàn những người Việt Nam đứng đấy quay phim, không ai giúp họ cả. Con tức quá, mình là người Việt Nam mà. Còn thế bây giờ cái thằng em nó bé như thế, con muốn nó nhảy vào nó đánh nhau à? Bây giờ đánh nhau không phải đầu phải tay thì làm sao? Người ta cũng phải nghĩ chứ. Bây giờ mấy cái ông ấy ngồi ngồi đấy uống cà phê rồi chơi với nhau rồi ngồi đấy xong đánh nhau, đúng không? Xong rồi bắt mấy cái đứa trẻ nó vào nó cũng đánh để cho nó đập cho vỡ đầu vỡ tai ra. Cái thằng con nhà mình thì nó nói tại sao không xông vào đánh, cứ đứng ấy cầm cầm điện thoại xong quay mấy cái người Việt Nam, tại sao mình người Việt Nam mình không bênh người Việt Nam đó? Thì bây giờ những cái người chống cộng đâu, mình phải biểu lộ cái tinh thần nào mình thương cái đồng loại của mình. Ngay như người ở hải ngoại đây, các vị đâu đã giúp được người ta cái gì đâu. Đó. Rồi đến bây giờ con cái của mình không dám bước chân ra ngoài kia nữa. Ai cũng sợ. Bố mẹ nào cũng sợ là ô con đừng có ra chỗ đấy nha, ra chỗ đấy là gặp bọn da đen là nó lại này kia các thứ. Chính thằng con em này bị nó cướp, nó chấn lột tiền á. Vậy Đang đi á? shop, đang đi siêu thị mà nó ra nó hỏi bắt đưa tiền cho nó. Thằng này sợ quá thì cũng cũng đưa, nó đòi cái phone nhưng mà thằng này nó không đưa phone, nó đưa tiền thôi. Nó lấy mất 100. Vậy Đó, á? lần đầu cái thằng con mình nó đi ra. Ừ, con lớn cổ hay quá. Có bạn nào lên đây? Ôi cho ai lên đi. Thôi À, chị chào ơi. tất cả mọi người Dạ. nhá. Mình đi chuẩn bị đi nấu cơm ăn Dạ. thôi. Dạ, cảm ơn chị nhá. Hôm nào em về Bình Dương chị đón em nhá. Ok. Vừa muốn lên đấy. Ồ, tăng thêm. Đâu rồi cái anh sợ ít ít nít anh chạy đâu mất rồi, anh còn ở đây không anh? Rồi anh chỉ quát thì thôi, anh không không vào đây anh nói phét nó vừa vừa thôi anh.
Em bố mẹ anh ngay lập tức, em sống ở đây lâu lắm rồi anh à. Em đâu có phải mới qua đâu, anh đừng có xạo. Úc sắp thi đấu trận ra quân Asian Cup, nhà cô có xem không? Vậy à, có Việt Nam không? Có Việt Nam cô mới xem chứ cô đâu có khoái bóng đá đâu. Nhưng mà có Việt Nam thì xem ngay. Chào tất cả mọi người nhé. Đấy. Hay quá hai chị em ơi. Ừ. Thì đó, nói cho những cái người chống cộng ở hải ngoại. Tại vì hôm nay Nisa cũng xem một cái trang của cái cậu đó. Thì cậu ấy đăng, cậu cũng có gia đình rồi. Có gia đình, có vợ con đàng hoàng, rất là ok. Nhưng mà làm sao lại đi nghe cái con ni xà phạm, xong rồi đăng cái hình ảnh rất là quái thai, giống như là chế giễu Hồ Chí Minh này kia các thứ. Mà trong khi đó Lisa không ngờ được rằng người ta này như vậy. Tại vì người ta cũng là diện văn minh, cũng là cái thành phần ok trong xã hội. Nhưng tại sao họ lại có cái sự suy nghĩ như vậy thì mình không hiểu. Mà trong khi có con đi xà phạm, mỗi lần nó lên á là nó nói là nó khai trí. Khai trí, dùng cái câu khai trí á, nó rất là khinh người. Các bạn hiểu không? Tại vì mình không là cái gì trong xã hội mà mình dùng cái câu khai trí, mà toàn cái bọn ba que vào nghe thôi, đúng không? Cái nghe cái, còn những cái người mà tò mò muốn nghe con đấy thì cứ nghe là họ chửi người ta rồi, đúng không? Thế nhưng mà nó đưa những cái hình ảnh rất là khốn nạn, nó nói về Hồ Chí Minh. Nhưng mà Lisa không ngờ rằng hôm nay Lisa xem được cái trang đó thì cái có một người cũng trẻ, cũng thành, cũng ok trong xã hội này, cũng làm ăn, cũng này kia các thứ, nhưng mà không hiểu tại sao họ lại đăng cái hình đấy lên. Biết tiếng Anh đi, Việt Nam. À, cái thằng này lấy nick Việt Nam á, Việt Nam á, sinh ở Mỹ á, đốt sạch đánh đuổi tàu cũng ra khỏi Việt sạch cờ máu đi bà con ơi, viết tiếng Anh đi, sợ bích in hết đi. Chào mọi người nhé, chào chị Sà. Thấy mình qua, em Yeah. quay cho cái nước ngoài thấy Việt Nam mình hơi nghèo. Em lấy ghe dân đó, À. Nga mình em lấy ghe. Ông thì chỉ nói đây, em cũng không biết vô nói là cho thấy dân nhà mình xác xác không, mình từ từ không chị ơi. Ừ. Em đang chạy ghe Ừ. đó, từ từ không đó, cho mấy ông thấy Việt Nam nghèo quá. Đúng rồi, đồng loại nó bọn bọn ba que nó đang kêu gọi đốt Đó là ông đá nhà này, đi. Sao chúng mày không ông dám đốt chị, hả? cái này mấy nhà này chắc là cũng tổng cỡ, nó tính tiền cũng cũng cỡ 100 ngàn nha, mấy nhà chắc cỡ 100 ngàn trong ngoài hết đó. Tiền Mỹ nha, giờ nhà này tiền tỷ không đó. Thì biết mà Đó Việt Nam bây giờ đất đắt lắm, nhà bây giờ đắt rồi, còn rẻ nữa rồi. mấy nhà này tỷ chắc không được đâu, Ừ. tỷ tiền Việt là lớp nổi nhà đâu đó. Mà em đang chạy ghe thôi, em xuống À. kia cho anh gỡ gỡ cho anh thấy này được rồi, Ok. xuống không à, xuống không có cái nào Rồi, cảm ơn em. Nghèo cũng được, đâu sao đâu. Người ta nghèo nhưng mà người ta nói được tiếng của người ta ở trên đất nước người ta. Người ta có quyền đuổi mày cút ra khỏi đất nước của tao. Đó là cái giàu của người ta. Người ta có cả một cái đất nước nhá. Mình sống ở trên đất nước của người ta. Lộn xộn, lộn xộn.
là nó đuổi cút về nước đi, đúng không? Cút về nước của mày đi. Mà trong khi đó mình thì chả có biết nước mình ở đâu, đúng không? Bây giờ như 8.000 người bây giờ nó đang đuổi về Việt Nam, bây giờ bảo tôi về Việt Nam bây giờ tôi lấy cái gì tôi ăn, tôi làm cái gì tôi sống, tiếng Việt thì tôi không biết, tôi lấy cái gì tôi sống. Đó, nó khổ như thế đấy, đâu có đất nước nữa đâu mà về. Đúng không? Đi ra đường thì người ta nói thì mình không hiểu, mình nói thì người ta không nghe, không hiểu. Đó. Chào các anh chị. Nô lệ. Như thế nào là nô lệ? Nô lệ là mình phải nói tiếng của người khác. Còn đây mình nói tiếng Việt Nam, trên đất nước Việt Nam mình có quyền mình đuổi những cái thằng nào không có quốc tịch Việt Nam ra khỏi Việt Nam. Đúng không? Nôi thôi người ta bảo mày cút về nước mày đi. Đấy. Còn chúng mày làm chủ đất nước gì? Vác hai lá cờ, cờ vàng ba sọc xong lại phải vác thêm cái lá cờ nữa nặng bỏ mẹ được, đi khè nẹ chân thì run cầm cập. Đúng không? Chào các em nhé. À, ở đây có mỗi một thằng ba que mà mời lại mãi không dám lên đây cãi nhau. Có giỏi thì lên đây cho cơ hội để kêu gọi mọi người lật đổ cộng sản này. Ôi trời ơi, lại dùng đến cái chiêu chiêu mất dạy rồi ạ. Hả? Việt Nam nói ra biết tay nhanh hơn nào, ý nghĩa màu cờ của chúng ta màu đỏ tượng trưng cho máu những anh hùng đã ngã xuống hy sinh đất nước, không như cái miếng rẻ vàng như cứt. À, nói chung là này này, nếu mà không có máu á thì mày đâu có chui được ra ở cái lỗ đây đâu, hiểu chưa? Thằng ba que mất dạy, đúng không? Mày cũng từ ở trong cái lỗ của người đàn bà chui ra thôi, mà phải có máu thì mày mới chui được ra, cho nên máu rất quan trọng với con người, đúng không? Còn cái màu cứt ấy, là người ta ỉa ra. Cô cho nó đoàn tụ với hố phân của nó được rồi. Mày muốn ở đây mày nghe mày tị nạn chữ Việt Nam á thì mày ăn nói cho cẩn thận, đúng không? Để cho người ta nhìn vào người ta thấy ô Việt Nam Cộng Hòa rất là văn minh lịch sự, hiểu chưa? Người ta mới tôn trọng chúng mày, chứ chúng mày già rồi mà động cái chúng mày hết chữ rồi, bắt đầu chúng mày lôi máu mẹ, lôi lôi phụ tùng ra để chúng mày nói thì chúng mày làm sao hả? Là cái loại thể loại gì đấy, trên thế giới này chưa từng thấy có cái loại văn minh gì kiểu đó. Chúng mày là văn văn minh á, răng con mẹ nó ra, văng con mẹ nó ra bên ngoài rồi. Thế giới không bao giờ có các quan chức cao cấp quốc gia mà phát ngôn u mê dốt nát và hèn hạ như Việt Nam, chỉ có cái đám quan lại thiếu học vô giáo dục Việt Nam mới thích gì nói đó của ngôn. Vậy thì tại sao mày không, chúng mày không đứng lên chúng mày nói? Hả? Người ta bắt tay với này thủ thủ tướng Úc, tổng thống Mỹ rồi khắp nơi trên thế giới. Vậy sao mấy cái thằng ấy ngu thế? Nó khôn thế nó đi ra nó bắt tay mấy mấy thằng ngu làm gì? Đó. Nói chúng mày không có một tí học thức nào cả, chỉ biết sủa thôi. Đúng không? Cho nên là chúng mày bỏ chạy nào cũng đúng rồi. Đó, nếu mà chúng mày văn minh lịch sự, chúng mày hay, chúng mày giỏi thì chúng mày đã không bỏ chạy. Hiểu chưa?
trong chiến tranh á, người người nào khôn người ấy thắng. Đó, chúng mày khôn tại sao chúng mày thua? Chúng mày phải tụt quần, chúng mày chạy rồi chúng mày sang bên hải ngoại, chúng mày ngồi mát, chúng mày hát yêu tổ quốc, rồi lừa đảo nhau, tự lừa nhau đó, đóng góp quyên góp rồi quyên góp đủ thứ, cuối cùng làm được cái gì? Ba mươi mấy năm rồi, mấy thằng già chuẩn bị bảo nổ rồi, làm được cái gì? Làm sờ được vào cái lông cộng sản chưa? Thằng Hoàng Cơ Minh mang quân về tính là đánh đánh Việt Nam đấy, chưa vào đến Việt Nam đã bị tóm gọn rồi đó, đã bị đánh bật ra bên ngoài rồi, rồi đã chết chết ngỏm củ tỏi từ bao đời rồi, vẫn nuôi cái thằng Hoàng Cơ Minh nên vẫn quay video đồng bào này kia trai nọ, rồi cuối cùng lại đóng góp cho cái lũ đấy, chúng nó làm giàu trên cái xương máu của chúng mày đấy, hiểu chưa? Chúng nó dã man chưa? Nó làm được cái gì? Không suy nghĩ à? Xong rồi bây giờ lại quyên góp tiền vào để bảo lãnh cho một đội quân cộng sản cài cắm sang con mẹ lắm rồi đúng không? Đi không mất đồng xu nào, trong khi người Việt Nam muốn qua Mỹ, qua Úc, qua lại này kia là phải trả mấy chục ngàn, tám mươi mấy ngàn đúng không? Rồi này vượt biên hay là phải chết, rồi bị hải tặc nó hiếp, rồi nó giết, rồi nó đủ thứ, trong khi bảo lãnh cho cộng sản đi máy bay này còn chào đón loạn xì ngầu lên ở sân bay, bây giờ nó sang nó ngồi nữa, em sẽ chiến đấu đến là cái gì, em sẽ tiếp tục sự nghiệp chiến đấu, rồi cái thằng thằng cụ Huy Hòa Vũ, tôi sẽ trở về Việt Nam để lật đổ chế độ cộng sản, bố tình sư của lợ, cái loại ngụy này vừa ngu vừa dốt vừa nhục ấy. Trời ơi khổ quá, có mỗi một thằng thôi, thấy cũng vui vui các bạn nhở. Ok, năm mới mình nói đến đây thôi, chúc các bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn, và buồn buồn lên trên này trêu ba que xỏ lá cho đỡ buồn, nó sủa câu nào báo cáo câu đó cho nó câm luôn kệ nó, để cho nó sủa cho vui chó nâu nâu nó sủa nó mới vui các bạn ạ, chứ chúng nó làm được cái gì? Bốn mươi mấy năm rồi chúng nó đâu làm được cái tích sự gì đâu, thấy không? Đâu có làm được cái gì đâu. Là các bạn thấy không, cái cảnh sống ở hải ngoại là như thế này. Bây giờ mình ở nhà chỉ có một con chó thôi. Đó. Đấy là mình biết lái xe, mình biết đi đây đi đó, biết tiếng Anh, biết tiếng gì mình cũng biết đó. Thế mà ở nhà mỗi mình đấy, có một lũ con chúng nó đi chơi hết rồi. Đó. Chúng nó đi rồi, cái cảnh sống ở bên hải ngoại là như thế này. Đó, mình chỉ có ở nhà thôi, có ví dụ có vợ chồng thì á, vợ chồng ngồi nhìn nhau. Đó. Đó, ông chồng không về, không bảo mấy đứa đi đâu rồi, đi chơi hết rồi. Có ở nhà có một mình thôi, bảo đâu có một mình đâu, có con chó này nên đâu đâu á, lên đây ngồi nói chuyện này, ăn uống này, nói chuyện với các bạn cho nó vui. Tại vì Lisa sao không thích ăn một mình ở nhà phải lên trên mạng nói chuyện cho nó vui, để nó sủa mới biết cái ngu của nó. Đúng rồi, Lisa sao cũng không hiểu tại sao chống đối cái gì, trong khi cái cộng đồng ở đây, người Việt mình ở đây không biết bảo vệ nhau, đúng không? Không có ai dám ra mặt bảo vệ nhau ở đây cả. Đó. Như cái thằng con mình nó bảo, tại sao mấy người Việt Nam mà mấy cái người đấy toàn người trẻ đứng đấy quay phim không có ai vào giúp cả, mình là người Việt Nam cơ mà. Thằng con mình mình là mẹ, mình nghe thấy mình giật mình bảo trời ơi, cái thằng kia nó còn nhỏ mà mày mày kêu nó đánh nhau à, nó trông xông vào nó đánh nhau à. Đó. Bây giờ ví dụ như là những cái mình đi ra ngoài đường mình gặp ai cần giúp đỡ mình giúp được mình giúp, cho cái trường hợp như thế thì mình phải gọi cảnh sát hay là này kia các thứ. Ồ, nhưng mà nó đánh như thế một mấy người trẻ cứ đứng quay phim cho tức đấy, con mình nó cũng có cái máu của mình nữa.
Chào chị Nisa, chào Vũ, chào Nông Nguyễn, chào tất cả các em nhé. Đó thì Nisa chị thấy được cái buồn một cái là người ở bên này á, họ thực tế ở bên này họ đã chạy sang nửa cái trái đất rồi, họ sang đây họ định cư, họ mang một cái quốc tịch khác rồi, tại sao họ không bênh nhau ở cái xứ này đi mà họ cứ chống đối Việt Nam để làm cái gì, trong khi mọi người thì xếp hàng gửi tiền về Việt Nam, còn các vị ấy thì già khú đế ra rồi chả làm được một cái gì để cho cái thế hệ sau này nó nhìn thấy ồ cái người Việt Nam mình đoàn kết với nhau chống lại cái bọn nó kỳ thị ở bên này, đúng không? Để cho những cái cộng đồng khác họ không có bắt nạt mình, nó nhìn thấy tóc đen là nó phải sợ. Đây á, chỉ biết là cầm cờ ra ngoài kia nhảy múa mấy ông bà già thôi, thấy nó có nhục không? Mình thấy mình cảm thấy là nó xúc phạm đến người Việt Nam quá. Nói một tí nữa không được, người đẹp ơi. Ngày xưa thì ai mà chống đối lại chúng nó là chúng nó ầm ĩ lên, bây giờ im mồm hết rồi. Ngoài kia kìa, dân Việt Nam mình làm ăn này kia các thứ bị người ta bắt nạt như là gì á thì không biết ra mà đấu tranh. Mẹ toàn những giời ơi đất hỡi làm ba cái trò tầm bậy tầm bạ. Không được ơi, người đàn ơi, Mỹ Dung. Không phải làm những cái trò đấy nên ảnh hưởng cả tới những cái nợ, những cái người Việt Nam sống ở đấy, tại vì người ta không có cái thiện cảm, các bạn hiểu không? Khi mà mình làm cái gì á để cho người ta thấy là ồ cái người Việt Nam ở bên này rất là yêu thương nhau, đừng có động vào chúng nó, mình động vào chúng nó là chúng nó gầm lên, thì người ta thấy rằng cái cộng đồng này người Việt mình nó yêu thương nhau, bảo vệ nhau, thì những cái cộng đồng khác nó phải giãn xa ra. Đây á, chỉ được cái chống cộng là giỏi thôi, còn chả được cái con mẹ gì hết. Đó. Có người bị làm sao cái nó bỏ nó chạy cha đi, mạnh thằng nào thằng nó chạy. Nó chạy mất rồi à, cái gì? Người ta còn được nằm giữa ba đình chứ còn cái thằng tổng thống của chúng mày á, chúng mày ngu lắm. Là tao nói cho cái lũ ba que chúng mày biết này, kẻ thù của chúng mày là ai? À, kẻ thù của chúng mày chính là Mỹ chứ không phải là cộng sản đâu. Thằng tổng thống của chúng mày bị ai giết? À, rồi bây giờ ở đâu? Đang nằm chơ vơ ở giữa cái đống gì á mà người Việt Nam người ta không thèm ỉa đái lên, nào cũng may phúc tổ cụ cho cái thằng đấy rồi, đúng không? Rồi bây giờ rồi chúng mày á, người ta chết rồi vẫn móc lên để quyên góp cái mặt cụ chúng mày. Không, chúng mày cũng chỉ là cái bọn bị hại thôi, còn cái lũ lãnh đạo cộng đồng là lũ khốn nạn, cái bọn lãnh đạo á, chúng nó lừa đảo chúng mày. Đúng không? Bây giờ chúng mày muốn nghe tao nói thì chúng mày phải tìm hiểu lại lịch sử. Mày nói mày sinh ra ở Việt Nam, à, ở Mỹ gì? Mày xem Việt Nam War, biết không? Hả? Xem tiên người Mỹ người ta nói đấy, mày giỏi tiếng Anh tại sao mày không xem đi rồi mày hẵng sủa? Nó già rồi nó buồn quá nó không có biết làm gì á, nó lên đây nó muốn kích động mọi người để cho mọi người chửi nó, tại nó thích nghe chửi mà, các bạn hiểu không? Cũng tội nghiệp cho mấy cái người này lắm, chứ cũng khổ thân lắm, tại khi họ sống ấy, ở Việt Nam họ luôn luôn bị
bị nhồi vào sọ họ là cộng sản thế này thế nọ thế trai. Thế đến khi sang hải ngoại rồi á, cãi lại bọn cộng đồng ấy, nó lại gắn cho cái mác là cộng sản nằm vùng, sợ vãi đáy à. Sợ đến bây giờ, sợ đến lúc chết. Ok, bây giờ nói cũng lâu rồi, vậy nhá, cảm ơn các bạn. Mình chửi ba que có mỗi thằng ở đây thôi, cho nên là nói như thế đủ rồi. Nó đông đông vào mình chửi nó mới sướng. Nhưng có mỗi một thằng ở đây, hình như bây giờ cũng hãy còn muộn, mấy giờ sáng bọn ba que nó vẫn đang ngủ. Cái thú của mình là chửi ba que, không thích chuyện nói xấu người này người kia, nhưng mà thích chửi ba que. Nói chuyện chính trị là hay nhất, lành nhất, chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Khi nào chị nên xả về Việt Nam, chị cũng chưa biết em. Về thì dễ lắm, nhưng mà tại vì chị còn mấy đứa con ở bên này phải lo cho nó nữa. Đó. Nếu mà buồn buồn thì lại về. Chào chị Ninh Sở Vũ. Chúc chị buổi chiều vui vẻ. Ok. Cảm ơn các em nhá. Bà ngồi nói chuyện với chị. Ok. Bye bye. Chúc tất cả nhà ăn Tết vui vẻ nhá. Không, bà cha mẹ không được bị chửi. Hết chuyện đem Bắc ra. Hèn hạ. Bắc ra. Hèn hạ con người như mày hết thuốc chữa để. Đúng rồi, cái bọn đấy nó không có cái gì nói là bắt đầu nó gây sự, nó nói nó lôi Hồ Chí Minh ra nó nói, mà trong khi đó Hồ Chí Minh chết năm bao nhiêu, 69 à, một năm 7 năm chúng nó mới tụt quần chúng nó chạy, mà chúng nó cứ lôi Hồ Chí Minh ra nó chửi thế mới tài chứ này đấy. Ngu, cái độ ngu của chúng nó lên đến tột đỉnh rồi. Ừ, có cái nhà mồ, có cái mồ của thằng Ngô Đình Diệm á, nó nằm á, trâu nó đi ăn cỏ nó đái lên đấy, chúng mày lê về no mà sửa mộ cho nó nhá. Nồi chúng nó bảo lãnh cho cái thằng Ngô Đình Diệm cái mộ ấy, bốc sang bên Mỹ đi mà chôn. Nói tiếng Mỹ mà sao nói tiếng Việt giỏi thế, sinh ra ở Mỹ bố thằng chó, một chữ bẻ làm đôi đéo biết bày đặt. Ok, chửi nhau với nó lâu rồi phí lời ra các bạn ạ. À, cho nó chết khô chết cứng đi. Cái nũ này nó chết không ai biết đâu, tin không? Cái loại chúng mày á, chúng mày á, sống á, làm người á, nếu mà chúng mày tin có cái xuống dưới âm phủ á, rất là nhiều cái oan hồn đang chờ chúng mày đó, biết không? Ok, bye bye các bạn nhá. Good night.